đoán rank liên minh cùng Levi. Về đoán rank ấy, nè, phân tích nhá. Kỹ càng nhá, rank NA là một cái rank mà bậc rank này sẽ cộng 1 so với những cái rank khác. Wow, wow. E tốt, có vào không vào rồi. Đánh thường Quy trượt. Quy lấy đội tài, E tốt. Wow. Cái pha này thật sự là highlight này. Nếu mà ở một cái server bình thường là mình đoán đánh đồng rồi. Nhưng mà ở NA thì mình cho đánh bạc. Tại vì kiểu NA thì nó thế á, nó cộng 1 á. Nó đúng là cộng 1 thật mà. Kiểu như là cái công thức này nó luôn đúng ấy. Nó cứ bị đúng ấy.